Như là anh ấy sẽ hát trước à? À rồi, ok, từ từ rồi. Xong rồi quay vừa thấy luôn. À, mình làm bây giờ. Tại vì em muốn quay là cho nhiều người theo, đúng rồi. Nên là mình chia sẻ thì mình không hát được. Nhiều người người ta làm, người ta xem cũng được. Xong chưa? Cái nào là máy chính? Không, cái nào là máy. Em mời anh dùng nữa ạ. Cảm ơn anh đây. Như chia sẻ ban đầu ấy, thì là hôm nay nhân tiện anh Huy về Thái Nguyên thì cũng muốn dành tặng những cái bài hát thay cho những cái tình cảm mà anh dành cho tất cả các người thân có mặt tại quê nhà của mình Thái Nguyên ạ. Thì hồi nãy trong livestream ấy có một anh là anh Minh Minh ạ. Anh Huy ơi, hát bài Em có hiểu lòng anh không? Chắc là anh trích vài câu hát, vài bài lời hát trong bài hát này để tặng đến cho anh Quốc Tâm biết tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên thì cho phép Lương Huy xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, những người yêu âm nhạc và đặc biệt là yêu cái làm đẹp. Và hôm nay thì Huy đang ở tại trung tâm Biệt Phượng Spa, là một trung tâm làm đẹp nổi tiếng tại thành phố Thái Nguyên. Và Lương Huy cứ mỗi lần về quê nhà Thái Nguyên thì lại ghé Biệt Phượng để coi như là bảo trì, bảo trì này cái út táp lại cái dung nhan, đấy nhan sắc của mình. Thì hôm nay thì Huy rất là vui vì được làm với công nghệ này thì Huy không có được hiểu nhiều lắm, thì có cái cảm giác này, cái công nghệ là công nghệ mới nhất, là lấy chính cái máu của mình. Đây là lấy chính những cái huyết tương, những cái huyết tương mà dầu tiểu cầu nhất ấy, ở trong máu của mình. Tên, thì sau đó tên là gì? Đây là công nghệ PIP, huyết tương dầu tiểu cầu. PIP. Thì mình, em có thể chia trước sẻ thì em. Cứ mình lấy những cái tế bào gốc của những cơ thể của những người khác hoặc là từ cổ nhau hay cổ hay kia, thì ở đây thì là chính lấy những cái huyết tương ở trong cơ thể mình luôn, nên là sẽ không sợ trong cái vấn đề là lây nhiễm này hoặc là nó không phù hợp với cơ thể của mình. Và khi mà đưa những cái huyết tương này vào thì nó sẽ thay thế hoàn toàn những cái huyết tương mà thiếu dinh dưỡng nhất trong cơ thể của mình, và nó tăng sinh thêm collagen. Thì từ những cái đó thì nó sẽ giúp cho da của anh nó sẽ được căng bóng và mịn màng hơn rất là nhiều, hoàn toàn tự nhiên luôn đó, và không phải qua phẫu thuật gì cả. Và sau khi anh làm xong rồi đấy, phải mất tầm khoảng 30 phút thôi đúng không anh, nó thì sẽ cảm thấy được là đầu tiên nhá, khi mà làm xong thì mình sẽ cảm thấy là da của mình nó sẽ căng và nó bóng hơn đó. Còn để mà những cải thiện những cái vết nhăn hay là những cái chảy xệ thì là phải cần có thời gian từ 2 đến 3 tuần để bắt đầu mình nhìn thấy hiệu quả, và thường thì sẽ trải nghiệm qua một điều chỉnh của nó sẽ là 3 lần nào, và mỗi lần nó sẽ khác nhau khoảng từ 20 đến 30 ngày tùy vào cái cơ địa của từng khách hàng rồi. Các bạn thân mến, thì Huy là vừa trải nghiệm xong cái này. Huy đến đây Biệt Phượng Spa vào lúc 10 giờ sáng, và bây giờ thì đã là gần một giờ trưa. Thì Huy cảm nhận được là cái công nghệ này nó rất là hay, thì hơi đau một chút xíu thôi. Cái đau này là giống như là cái con kiến mà nó cắn, nhưng mà cái kiến này là kiến càng chứ không phải là kiến nhỏ. Thì nói chung là muốn đẹp là phải đau. Tất cả những chị em phụ nữ hay là tất cả mọi người nam thanh nữ tú gì cũng vậy, muốn được cái này thì phải mất đi một cái kia. Nhưng mà cái công nghệ và những cái liệu trình này mình không thể nào ngày một ngày hai mà đẹp được ngay đâu, đúng không em? Đúng rồi. Mình phải có một cái quá trình làm đẹp thì nó phải trải qua bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Nó đấy. Cần phải có thời gian và một cái sự kiên trì của mọi người, kết hợp nhiều cái công nghệ với nhau nữa. Khi mà mình làm cái này ấy, thì mình phải vừa chăm sóc ở spa đó là một điều tất nhiên rồi. Khi mà người ta đã có công nghệ, người ta có máy móc, và đặc biệt là cái đội ngũ nhân viên ấy, nó cần phải, khi mà làm cái công nghệ này thì bắt buộc là tay nghề của đội ngũ nhân viên phải là cứng, nhất là bác sĩ làm là cơ sở vật chất. Bác sĩ làm là cái tay mà luồn kim này là phải điêu luyện. Phải là bác sĩ thì mới làm được. Chia tay mà luồn kim không điêu luyện là đầu tiên là mình cảm giác sợ đúng không? Và rất là đau luôn. Giống như cái việc mình đi tiêm thuốc ở ngoài cũng thế. Cái tay nghề. Thanh niên mà nhiều khi nghe đánh nhau cũng sợ, nhưng mà nghe nó cái kim nên là rất là sợ. Nhưng mà khi mà mình làm, mình chuẩn bị một cái tâm lý nó thoải mái, và khi mà quá trình làm thì mình hít thở vào sâu thì sẽ cảm thấy là nó dễ chịu hơn. Đúng rồi. Hôm đấy là Huy vừa làm
làm coi như là làm đẹp mà lại vừa hát luôn. Đấy. Thì có một hai bạn, một số bạn thì yêu cầu cái ca khúc mà do chính mình sáng tác, đó là ca khúc Em Có Hiểu Lòng Anh. Thì bây giờ mình hát tặng mấy câu tặng các bạn được không ạ? Dạ vâng. Có ai comment để yêu cầu hát không, hay là mà Thảo ông Thảo Hoa đi, Thảo Tiên đi. Mọi người thả tim cho anh Huy nha. Hai ba bắt đầu này. Đã rất lâu rồi khi từ đâu ngàn sâu cuộc tình chia hai lối, người ơi nếu yêu đừng gian dối. Có những đêm buồn ngồi một mình lặng thinh, đợi chờ em lên tiếng, chỉ thấy trái tim màu băng giá. Khi những đam mê của tình yêu xa vời, còn đâu nước mắt dối gian nhau. Em đã cho tôi màu xanh của hy vọng, làm sao ta đánh mất được nhau. Nghe nhói tim đau, trời cao xanh ơi có thâu. Em ơi, em có biết chăng, này người, người trói tim ta cho thêm đau, làm sao ta quên nhau người yêu dấu. Em đã xa anh, tình mong manh tiếc nhớ. Ai mà nghĩ thơ, hỏi đã xanh rêu bao nhiêu năm, tình anh cũng bấy nhiêu tình buồn thua. Đêm vắng sân ga, tàu kêu lên kêu réo rắt. Người yêu ơi, em có hiểu lòng anh. Thế ạ. À, các bạn thân mến, có người thì giống như là một cái cây ấy. Cái cây mà mình để lâu năm thì cây nào rồi cũng phải đến lúc già và cằn cỗi thôi. Cho nên là các bạn trẻ, mình cũng không bao giờ mình chê những người già. Và mình không nên chê những ai thì trước sau con ngựa người già. Cho nên mình chê người hôm trước thì hôm sau người ta sẽ chê mình thôi. Nhưng người người mà biết tôn tạo và biết chăm sóc thì sẽ hơn cái người mà không biết gì. Đấy, giống như là một cái người hay biết đi thẩm mỹ viện, biết chăm sóc cho làn da mình, biết đi đâu về lấy sữa rửa mặt, rửa sạch mặt cho nó sạch bụi bẩn bám trên da mặt, và khi lỗ chân lông thì người sẽ da mặt đẹp hơn là người không biết chăm sóc. Đó là một cái điều hiển nhiên, như là một cái cây mà hàng ngày mình tưới nước nó thôi thì nó sẽ tươi tốt, mà hàng ngày mình thôi cứ bỏ bê thì nó cũng có như héo úa thôi đó. Và hôm nay thì Huy lại được trải nghiệm thêm một cái công nghệ mới nữa tại Việt Phượng Spa. Đợt trước là làm cái gì em nhớ? Đợt trước thì anh Huy là trải nghiệm một dịch vụ, đó là nâng cơ lõe để hỗ trợ chống lại, cũng là một trong những cái dịch vụ để chống lại tình trạng lão hóa, nhưng mà nó sẽ giúp cho da nó căng hơn, căng đúng hơn. Rồi nó tác động trực tiếp vào vùng cơ của mình luôn. Đấy, các bạn tưởng tượng cái mặt con người như này, bây giờ được một cái máy nó nâng cơ, nó vuốt lên như này. Đấy. Nếu mà mình không chịu chăm sóc, mình cứ để thôi, thời gian già lão hóa xong này những miệng trở thành những con chó mất dạy. nó là sự thật rồi. Đấy, còn mình nâng nó lên như là mình dù có u bao nhiêu tuổi nên mình cũng vẫn đẹp dai. Và cái quan trọng đẹp dai thì bình thường quan trọng phải có duyên. Anh Huy rất là có duyên rồi. Đấy, thì không, Huy cũng duyên vừa vừa thôi. Nó thật sự là mình kiểu trai Thái Nguyên mà. Đấy, mình cái duyên nó vừa đủ dài thôi. Đây mọi người sẽ hôm nay thì từ sáng giờ mình cũng livestream khá là nhiều rồi. Chắc là rất là nhiều khách hàng cũng rất là tò mò là không biết là hôm nay khi mà anh Huy sử dụng dịch vụ xong thì anh sẽ cảm nhận như thế nào, và có thực sự là cảm thấy hài lòng với cái dịch vụ kia chưa. Thì trước khi mà nghe sự chia sẻ từ phía anh Huy thì em cũng muốn cho khán giả xem qua tất cả các khách hàng đang theo dõi nhìn qua được cái trước khi mà quá trình trước khi anh làm. Đây ạ. Đây là hình ảnh của anh Huy trước khi làm. Anh nhìn thấy những cái vùng da này của anh đúng không ạ? Nó không có được sáng và nó không được bóng mịn đúng không anh? Đó, và đặc biệt là những cái vùng mắt này xấu xí. Cũng không đến mức xấu xí lắm đâu. Nhưng mà những cái vùng mắt này này hoặc là những cái vùng mép này á, phía mép này thì nó xấu chứ. Đây ạ, muốn có thể xem. Đấy, muốn đẹp thì phải có xấu. Đấy. Đấy, mọi xấu trước sướng sau mới có đẹp. Rồi. Ở vùng mắt và vùng khóe miệng ấy thì có những cái vết Các bạn nào thân mến thì Huy bây giờ đang cảm thấy cái da mình giống như là tràn đầy cái nhựa, nó căng lắm, căng lên nét. Đấy. Rồi những cái vết đỏ thì mình phải hiểu là cái làn da của mình nó là nhạy cảm, cho nên là rất là dễ tổn thương.
bây giờ mình chỉ cần nhéo cái thôi nó cũng đỏ lên, cũng chia lấy cái kim mà chích vào thì nó sẽ đỏ, chất đó là điều chắc chắn là bắt buộc. Nhưng mà mình chỉ cần nhịn cái đỏ ấy 1-2 ngày, 3 ngày thôi là nó sẽ nó đẹp lại. Mà muốn đẹp hoàn hảo thì phải đợi 1-2 tuần và sau đó mình sẽ đi, có đợt sau ra bay ra đây nữa, mình sẽ đi thêm một cái liệu trình nữa để làm sao đi đủ 3 lần như này thôi là chắc chắn là sẽ được dây hơn nữa. Anh Huy có muốn nhìn thấy mình sau khi mà làm xong không anh? Chắc là giờ chưa được soi gương và chưa lại chiêm ngưỡng lại cái sắc đẹp của mình đúng không? Anh có nhìn thấy là trẻ hơn hẳn đúng không? Đây là bắt được góc nhìn thần thánh. Em đưa lại gần, em đưa lại gần hơn. Bắt được góc nhìn thần thánh. Đấy, đưa thẳng lên, đưa thẳng lên cho các bạn. Đấy, luôn này, đấy. Đấy. Ok. Anh Huy ơi, hôm nay thì anh đã sử dụng cái công nghệ PAP của bên em rồi á, thì chắc hẳn là với cái công việc của anh và ở trong Sài Gòn chắc là anh đã sử dụng rất là nhiều dịch vụ đúng không ạ? Vâng, hôm nay thì lần đầu tiên cũng trải nghiệm công nghệ PAP của bên em rồi á, thì anh có thể chia sẻ cho tất cả các khán giả đang theo dõi của mình ấy về suốt một cái quá trình của anh làm và cảm nghĩ của anh sau khi mà mình sử dụng cái dịch vụ này như thế nào ạ? Các bạn thân mến, nếu mà muốn đẹp thì đầu tiên là Huy đã nói rồi, nên phải chịu được đau, và cái thứ hai nữa là phải có kinh phí và phải có thời gian. Ba cái yếu tố để tạo nên cái sắc đẹp thì cái đầu tiên Huy đã nói rồi, đây là muốn đẹp kiểu nhẹ nhàng thì mình làm những cái quy trình, còn nếu mà muốn đẹp ngay lập tức nhìn thấy ngay thì phải giải phẫu, phải giải phẫu cắt bỏ những cái này, rau kéo nhiều. Về những chị em phụ nữ thì phải xin phép chồng để dần dần xin phép cái ngày nghỉ cơ quan, rồi phải có nhà đầu tiên nữa để mới làm đẹp được. Nhưng mà cái hiệu quả được là cái gì? Đó là được chồng yêu hơn, thương hơn, và không có như là ham hố chạy theo những cái gọi như là phù phiếm xa hoa. Đấy, à, cái thứ ba nữa đó là vấn đề kinh phí. Thì Huy nói thật là như này, ở đây là ngay tại Thái Nguyên, thứ nhất là vừa không phải tốn xăng chạy đi xuống Hà Nội mà không phải đi tỉnh nào khác. Đấy. Và lại được bảo hành. Dạ đúng rồi. Đấy, ngay sẽ được chăm sóc. Đấy, chăm sóc ở đây. Và cái điều thứ ba là với một cái quy trình như này mà thật sự là chỉ có 8 triệu thôi thì thật sự là rẻ. Dạ vâng. Đợt này thì bên em lại còn khi mà khách hàng một liệu trình nó sẽ luôn rơi vào khoảng 3 lần. Với trung tâm Việt Vượng phải nhập về một cái máy ở đây là vài tỷ đồng. Đấy, và phải đội ngũ chăm sóc viên, các chuyên viên như này kia phải trả những cái lương và những cái kinh phí này kia rất là lớn, và thuốc những em này kia nữa cho 8 triệu đồng thì nói thật sự là nếu mà so với mức lương thì không nói, nhưng nếu để đi làm đẹp thì với một cái quy trình mà làm BAP như này tại Hà Nội thì Huy được biết là phải 10 mấy triệu, và cũng như ở những thành phố lớn khác là phải rất nhiều tiền, thì là nhiều khi là do tâm lý mình phải xính ngoại, hay là mình cứ nghĩ ô nghe đồn ở đây này kia thôi. Đúng. Nhưng mà thật sự là ai đã từng làm đi rồi mới biết, khi mà mình làm xong mình đi so sánh thì Huy là một người công tâm nhận xét là như này, Huy là người may mắn vì mình được trải nghiệm rất là nhiều những thẩm mỹ viện ở trên cả nước, bởi vì thẩm mỹ viện nào cũng giống như là rất là thích gọi như là kết hợp của người lương nhau đi để chăm sóc đẹp, bởi vì nếu mà kết hợp với một nghệ sĩ nào khác đã đẹp sẵn rồi, da mình sẵn khác đẹp rồi thì họ lại nghĩ rằng là ôi cái này đẹp sẵn rồi mời bia bia này kia đúng không? Nhưng mà Huy là coi như trai Thái Nguyên nét đẹp vừa cho nên là đây có sao nói như đây, đây trước sau hiện rõ luôn, các bạn nhìn thấy da mặt Huy là trước và sau nó rõ luôn, chứ không phải là ô cái hàng này da mặt nó đẹp lắm rồi đấy, lại coi như là về đây để quảng cáo một kiếp hay là như làm như này kia, điều đó là không có. Sau khi mà làm liệu trình này thì anh có cảm thấy hài lòng với những cái mà mình đã đưa ra trước khi mà mình làm không ạ? Anh rất là hài lòng và xin chân thành được cảm ơn tất cả quý vị các bạn đang theo dõi, và cũng như là cảm ơn trung tâm Việt Phượng đã coi như là đồng hành cùng với Lương Tư Y trong tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, từ live show 1 tại Thái Nguyên, sắp tới là cái live show 3, số 4, và cũng giống như là đồng hành, bảo hành, bảo dưỡng sắc đẹp cho Lương Tư Y. Trên đây xin phép được chân thành cảm ơn trung tâm Việt Phượng và cảm ơn tất cả quý vị các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, thì thật ra thì là
ở sắp tới này thì là bên Việt Phụ cũng sẽ tổ chức, như em đã chia sẻ lúc nãy thì làm vào Chủ nhật này lúc 8 giờ thì bên em sẽ có tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề về trẻ hóa, xóa nhăn và chống chảy xệ. Thông qua chương trình thì bên em muốn đưa đến cho tất cả khách hàng, đặc biệt là nếu mà anh Huy có thể sắp xếp được thời gian thì em rất là mong anh có thể mất một chút thời gian của anh, tại vì em biết là anh rất là trong cái đợt đi công tác này anh cũng tương đối khá là bận nữa, thì có thể mất chút thời gian vào sáng ngày Chủ nhật này lúc 8 giờ có thể qua bên thẩm mỹ viện Phụ để có thể tham gia chương trình hội thảo cùng với chúng em. Thông qua chương trình thì tất cả các chị em của chúng ta sẽ biết được các chỉ số được tích được trực tiếp bác sĩ chuyên gia trong ngành thẩm mỹ làm đẹp của mình đến từ Hà Nội nhé, sẽ thăm khám và kiểm tra chỉ số về lão hóa cho mình, đồng thời sẽ chia sẻ về cái phương pháp làm đẹp hiện tại bây giờ là cái phương pháp căn chỉ. Chắc là mọi người cũng nghe cũng tìm hiểu rất là kỹ rồi đúng không, cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà cái gì dạ vâng đúng rồi, toàn có cỏ vùng trán này, vùng mặt vùng trán này, vùng mắt này, hoặc là khóe miệng của mình đó, thì qua cái lần này thì các mọi người sẽ được hiểu sâu hơn về cái công nghệ và được trực tiếp có thể làm vào ngày hôm đó luôn. Thì đến tham gia chương trình thì còn rất là nhiều các chương trình ưu đãi khác dành cho tất cả các khách hàng và những cái voucher trải nghiệm hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả các khách hàng tham dự chương trình của ngày hôm đó luôn. Thì nếu mà các anh chị nào có thể sắp xếp được thời gian thì có thể cùng với lại bạn bè của mình đến tham dự chương trình vào sáng ngày Chủ nhật này vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 tại thẩm mỹ Việt Phụ ạ. Các bạn thân mến, chúng ta hãy để lại những cái comment trong Facebook và chúng ta sẽ coi như là có thể comment số điện thoại của mình, thông tin của mình đấy. Thì bên em sẽ có chuyên viên chủ nhật này, Lương Huy sẽ cố gắng sắp xếp để một cái chương trình để Huy sẽ vừa tới giao lưu cùng với những chuyên gia đồng ngành về làm đẹp, và có thể là nếu có âm thanh hay thì Huy sẽ tặng là tất cả Huy của bạn nhé. Xin chân ái và chào tạm biệt tất cả mọi người, chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh của Việt Phượng và fanpage của Việt Phượng, cũng như đăng ký kênh Lương Huy Official của YouTube, cũng như là fanpage của Lương Huy, và để chúng ta giao lưu và trao đổi những vấn đề khác hơn. Xin chân ái cảm ơn ạ. Thay mặt cho Việt Phượng thì em cũng gửi lời cảm ơn anh đã luôn tin tưởng đến địa chỉ của chúng em trong suốt cái quá trình làm đẹp của anh, và chúc anh là luôn luôn sẽ thuận lợi hơn trong công việc và càng ngày càng sẽ phát triển hơn nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh.